về hay dữ anh ruột. Trời, bình thường mấy cái này cơ bản mà. Hôm qua mà anh quýnh cũng y như vậy á. Quýnh nghĩa còn điểm hô luôn, mắc xe hộp khô luôn. Mắc xe hộp khô luôn, bình thường anh thấy mắc xe được mà để hộp kỳ vậy. Xa quá trời đất xa, xa chòm á, xong cái chặt lắc cái hô. À, chòm mới chứ bị xa đúng không? Cái thế không có vững đúng không? Rồi, chỉ cho nè. Mấy cái bi mà nằm xa xa ngoài đây á thì em phải biết cái thế. Đúng không? Em đặt cái đùa của em lên vậy nè. Đúng không? Đặt cái đùa của em lên. Đó, cái chân này mình chạm đất là được, cái chân này chạm đất là đâu có phạm luật đâu. Đó, mình đặt cái đùi lên là mình có cái thế nó dễ hơn. Đó, quýnh xong coi nè. Nè, đặt cái đùi lên nè. Đó, cái thế mình thoải mái mà. Đúng không? Đó. Kê chưa? Rồi, cho em thử rồi. Phải kê cái đùi lên, đúng không? Nhưng mà chân kia phải chạm đất nha. Cái chân kia phải chạm đất mới được. Chân kia phải chạm đất nha. Chết mẹ luôn.